Chơi đi, chơi đi. À thì hôm nay á thì công ty mình cũng rảnh, không có gì làm. Nên là tôi trò chơi mới vừa nhập về về công ty đó là toilet xịt nước. Thì cách chơi rất là đơn giản, các bạn chơi hai người trở lên á thì chúng ta sẽ thủ xì thì đội thua chơi trước. Thì cách chơi á chúng ta sẽ xoay cái đội thua á. Đội thua sẽ xoay cái này và nó hiện số bao nhiêu thì bạn phải gạt cần tương đương với cái số này. Nhưng mà bạn phải để cái mặt mình gần cái chỗ này nhất. Thì nếu mà bạn hơn á thì nó sẽ không xịt nước vào mặt bạn, còn nếu mà bạn xui thì nó sẽ xịt nước. Thì cái này á bây giờ tụi mình sẽ chơi lớn luôn, mình sẽ lấy cái chai nước màu này. Bây giờ chúng ta nhìn nó hay rõ nhá. Mình sẽ đổi vào đây. Ồ, cái màu của nó đó nè. Nó màu nó xem với lại cái màu kia đó bạn. Nhưng mà thơm. Cái này là thính câu cá bên mình thôi. Bạn thấy cái nước này nó giống không? Nó giống cái gì không? Mình thấy giống cái đó. Đó mình đó mình đậm đậm không xíu này đó. Mình cho đậm đậm xíu nữa nha. Vui mà em gì đâu mà. Em hay xui lắm. Hết dài mới vui. Rồi. Rồi đó. Mình thấy cái này quay quay cận cảnh cái màu của nó cũng tương đương. Nó giống lắm. Giống lắm đó. Ở dưới đó nữa. Nó lệnh gợn rồi. Rồi. Bây giờ cái này có là cái này. Một, hai, ba. Ê, ba người sao cũng chạy. Ba người sẵn đen. Không, không, mệt quá, em vô lẹ. Đi trước, xong rồi em. Đó, đó thì anh Tú, xong rồi cho anh xe. Ủa, chứ không phải cái đua nữa nữa nhỉ. Đó, anh Tú thôi trước. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay lại và nhìn xuống để quay trước. Hai cái. Hai cái, đó. Giờ như sát sát luôn đi. Một cái. Hai cái. Yeah. Rồi bây giờ thì em bây giờ tới mình. Đúng đây hay lắm. Rồi bây giờ mình sẽ xài cho bạn xem nha. Ờ à, xài đi. Một cái. Bây giờ thằng cá siêu dữ này. Mà mình không bị các bạn ạ. À. Bây giờ để tới bạn nữ. Bạn nữ duy nhất của chúng ta chắc chắn nó bị nè. Bốn lượt Trang ơi. Các bạn nhớ thả tim like nhiều rồi để mình phạt động phạt đáo lên nữa nha. Số 2 nha. 2 yeah. Rồi hai mẹ em ơi. Coi bà. Bà đây. Bà đây á là cái phần xui thằng này nó xịt nước. Thì cái màu. Bà mình xui từ đầu đến cuối. Cái màu này á thì các bạn muốn đậm hơn nữa thì các bạn cho nước màu thiệt đậm vào và nó sẽ xịt ướt trên mặt. À giờ tới lượt anh Tú đi. Ủa chứ không phải hai cái hả? Phải làm hai cái. Ờ còn hai cái. Để nó lấy vô. Vâng, người mày bao nhiêu ta? Chúng hai thì tinh thịt. Ba cái. Ba lượt. Rồi rồi bây giờ ba cái nè các bạn. Một cái. Hai cái. Ủa, chưa dính hả? Ba cái. Diễn xong hả? Thôi, không dính bây giờ là tới mình. Thơm, dính con cá với mình thơm. Rồi, đây là số 2. Rồi, cho các bạn thấy rồi nha. Rồi, đây số 2 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm 2 cái. 1 cái. Dính nào ơi. Hai cái. Dính nó nó may mắn các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ lại bên tôi nè. Các bạn cổ vũ cho mình nha. Hôm nay là ngày của em á. Một. Các bạn nhớ thả tim nha. Bây giờ các bạn nằm chững nha, cái này nằm ngay cái mức này thì mình sẽ quay lại. Ờ quay lại là 4 cái. Rồi. Một cái cũng dính nha mà. Hồi sáng mình bước chân phải. Rồi. Đây nè. Tối giờ để cho anh Tú này cỡ nào của anh Tú luôn á. Nè anh không bao giờ bị. Không, tôi rất là hên, không bao giờ bị. Anh Tú kêu là chưa bao giờ anh Tú bị. Đó, đó.
ơi. Nam phải bị cái mới được Nam ơi. Dễ gì. Thơm lắm á. Em quấy luôn đi dầu giống. Cái mùi này mình còn thơm hơn gì cá nữa. Rồi đây số 3 nha. Số 3 rồi đi vô đi không đi. Đi vô rồi. Rồi số 3. Dính đẹp. Một cái. Hai cái. Cái cuối cùng. Ôi trời sao kỳ vậy. Sao cái cuối cùng anh quay nhẹ nhẹ vậy. Nó nhập kiếm mà. Nhưng mà nó có kêu nước rồi. Mình phải đi mình mạnh vậy nè. Tới em hết đây rồi. Số 1 rồi. Số 1 rồi. Dính em ơi, 1 đi. Đó, ông lần này anh Tú bị nhiều hơn. Trời ơi, anh không bao giờ bị đâu. Lần nãy là tôi thôi, bây giờ mấy em nè. Đó. Con nhỏ mê say trên mặt. Nam phải bị cái mới được. Rồi số 1. Rồi, dính được, dính được. Dính được. Dính được. Mình không thể nào bị được các bạn ạ. Nhưng mình rất muốn bị. Mình sẽ cố gắng. Hai, hai lần em ơi. Một lần. Nam có vẻ hư thuộc à. Hai lần. Mạnh mạnh lên xíu nữa. Thơm không Nam, thơm không? Dính bán mẹ dạ, thơm. Dạ thơm lắm. Ủa đi bên đây vậy? Nhan nhẹ, nhan nhẹ. Nam thích em chứ đúng không? Đúng rồi. Rồi, cứ em nha. Số 2 đó. Rồi, số 2 nha. Số 2. Phải đổi tài đi. Đổi tài đi. Xong anh lên này đổi tài đúng không nè. Đó. Hai lần nè. Một nè. Hai nè. Rồi. Đổi tài biết đâu rồi. Bên Nam về là dính luôn. Tiến nè. Nam là sống phải có hy vọng. Em cũng hy vọng anh cũng bị sợ. Rồi cái này là số 1 nha. Ủa nè. Không có số 4 nữa. Không có số 4. Rồi rồi rồi. Số 1 nha, số 1 nha. Tiến nè Nam ơi. Không anh, em không bị. Số rồi. Mọi người ơi, có vẻ lần này thì số nhỏ rồi. Số nhỏ rồi. Cô ấy hôm nay đang tính đúng đo rồi. Hôm nay thì các bạn cũng đủ rồi. Nhưng mà các bạn đã theo dõi mình rồi, các bạn đã thấy nhỏ mình nói chuyện ngắn rồi. Thì sản phẩm này cũng sắp được trên web rồi, các bạn nhớ đón chờ. Cảm ơn các bạn.